lên cạnh Berlin của mình. Rất là trùng hợp, đúng ngày sinh nhật của mình thì bạn tổ chức hội chợ về du thuyền. Thích đi tham gia các hội chợ để mà học hỏi rồi tìm hiểu thêm. Mình được quyền đi thử. Đi lộn là lái thử. Berlin cũng có tổ chức nhưng sẽ là vào tháng 11, 12 gì đó. Mấy chiếc này bự không à, bự quá trời bự luôn. Mà trước khi đi hội chợ mình sẽ xem xét nội dung và sẽ định hướng xem là mình sẽ lên chiếc thuyền nào bữa nay. Đây là chiếc thuyền bữa nay. Thì các bạn đi tham quan cùng mình nha. Đèn SN. Hơi nhiều lắm. Cái cảng này nó cũng rộng nữa. Nhưng mà thực ra thì nó chỉ là con sông thôi, cái hồ thôi chứ. Nhưng mà mình thì chỉ đi mấy cái chỗ mà mình thích vậy thôi ha. Mình đang ở trên cái chiếc bự này. Ồ, mấy tầng luôn đó. Đã không? Vậy nha. Này bự dễ sợ luôn. Con bếp này hả, cho gia đình lớn luôn. Là phòng ngủ nha. Một phòng ngủ nhỏ cho con nít. Này là nhà bathroom, nhà tắm. Đây là đi từ phòng ngủ chính sang ha. Thêm một cái nhà vệ sinh nhỏ nữa. Bây giờ leo lên tầng trên nhé. Để mà có được một cái nền kinh tế vững mạnh á, thì một trong những cái công nghệ của Đức đó là công nghệ tổ chức sự kiện, hội chợ. Giống như vậy nè ha, mà thu lợi nhuận cũng rất là khá. Nói chung chiếc thuyền này có giá là 333.000 euro, có độ dài khoảng chừng hơn 12 mét, bề rộng cũng hơn 4 mét, và đầy đủ trang thiết bị cho bếp và các phòng nghe nhạc. Trong đây có giường, trong đây có bếp nhá. Tủ nè, toilet nè. Tủ đồ. Đây là cái khu vực nhà, như là nguyên một cái nhà chỉ có 113.000 euro thôi à. Cái nhà vậy mình có thể tổ chức tiệc ở trên cái nhà. Cái này là mô tô.
62.000 thôi. Các bạn để đây. Đây thì cũng có tất cả các cái văn phòng dịch vụ cho để mà có thể lắp ráp theo ý của mình một cái chiếc thuyền ha. We're in, yes. Kiss it now, how's it? I saw, this is a vet here, no? Chỗ này cũng phải cách cách chỗ nhà mình chạy xe hết cả tiếng đồng hồ lận ạ. Cũng rất là may lúc mà tụi này đến thì trời nắng. Xong cái lúc vô uống cà phê ăn đồ thì nó mưa. Cái ăn xong thì nắng nắng. Chỗ chính là các hãng xưởng hả? Trên hồ ở đây là không có như ở Đà Liên. Như là toàn nhà giàu không ạ? À? Kế bên là thành phố mà có một tòa lâu đài á, gọi là thành phố vua chúa, tụi này cứ gọi vậy á. Thì trên đó thì thật sự là toàn villa biệt thự không.